Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 18 tháng 7 năm 2020. Nhằm ngày 28 tháng 5 năm Canh Tý. Tại viện Chiên Tu chi nhánh tỉnh Thất Quan Âm. Hàng ngày tổ chức làm lễ phóng sanh. Thì hôm nay phóng sanh thì thầy có vài lời và hồi hướng cho các vị hương linh trước khi vào lễ. Thì nay có hương linh bà cụ Phạm Thị Đáng, pháp danh Diệu Âm Diệu Vân, mỗi ngày cúng 5 triệu để hỗ trợ cho cái chương trình phóng sanh mỗi ngày 10 triệu của tỉnh, của cái viện Chiên Tu. Bà mất ngày 16 tháng 4 năm Canh Tý, hưởng thọ 93 tuổi. Của ông Lê Trí Toàn, pháp danh Đức Thọ, hưởng thọ 71 tuổi. Nguyễn Thị Kính, hương linh 94 tuổi. Hương linh Nguyễn Cao Thắng, hôm nay là 49 ngày. Hương linh của ông Trần Khư, pháp danh Thiền Chánh, của bà Nguyễn Thị Ngày, pháp danh Liên Phương, Nguyễn Thị Nghiệp, pháp danh Bình An, Nguyễn Thị Trúc Đạo, pháp danh Hương Trúc. Nương nhờ cái công đức phóng sanh hôm nay mà sớm siêu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đồng thời cầu siêu cho, cầu an cho Nguyễn Thị Nga, 31 tuổi, pháp danh là Liên Hoa ở Bắc Ninh, và cầu an cho cô Lan Nguyễn, Nguyễn Thị Lầm, đang bị COVID, nhiễm COVID-19, đang điều trị tại Nam Cali. Đây là những vị hương linh trong ngày hôm nay, cũng như tất cả các vị hương linh mà quý Phật tử cũng như quý thầy có người thân, tuy rằng không có nêu tên ra, nhưng mà khi hôm nay mình làm lễ thì tất cả những người thân nhân mình đều nhận được cái công đức phóng sanh này. Mà công đức phóng sanh này thì Tổ sư Ấn Quang có dạy, người sống ở trong trời đất này là lấy cái hiếu sinh làm gốc. Và khi mà có hiếu sinh thì nó sẽ có hiếu đức. Hiếu sinh tức là nuôi dưỡng. Hiếu sinh nó có bốn cái nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng những sinh mạng, những người già cả, những người đồng loại là con người với chúng ta. Khi mình thấy họ thiếu ăn, mình cho ăn, thiếu mặc, mình cúng dường quần áo, không có chỗ ở, mình giúp họ chỗ ở, thì theo khả năng của mình giữa con người và con người, gọi là giúp người, lợi người. Ở đây gọi là hiếu sinh.
Và vật thì mình cũng phải làm như con người luôn. Bỏ tiền ra mua đem về, mình có một cái chỗ mình nuôi nó đàng hoàng, thì đây gọi là hiếu sinh về hiếu dưỡng. Hiếu hạnh là mình đem những cái hành động của mình mà làm bằng một cái tâm chân thành cung kính. Những người tạo ác nghiệp, hạnh của họ là sát, miệng của họ là ăn, ý của họ là muốn sát hại sinh vật. Người này gọi là thất đức, không có hiếu sinh. Người hiếu sinh tức là người ta tôn trọng sinh mạng, nuôi dưỡng, có cái tâm luôn nghĩ đến loài súc sanh, thương yêu nó, gọi là hiếu sinh của tâm, gọi là hiếu tâm. Rồi hiếu dưỡng, mình mang về, mình nuôi dưỡng cho nó ăn uống đàng hoàng. Hiếu sinh của hiếu hạnh, cái hành động của mình phải thiệt là cung kính trân quý nó, giống như cha mẹ của quá khứ, là vị Phật trong tương lai. Người làm được cái hiếu sinh này đó thì mới gọi là con người. Còn nếu mà ăn thịt chúng sanh, sát hại chúng sanh, làm cho chúng sanh đau khổ thì người này gọi là thất đức, không có hiếu đức. Thì con người này trong một đời họ không thành tựu được, dẫu thành tựu được, đó là cái phước của đời quá khứ. Họ gieo cái nhân lành rồi, họ hưởng cái quả lành trong đời này, tuy rằng họ đang làm ác. Khi họ hưởng hết cái phước lành đó thì chắc chắn họ sẽ gặp cái quả ác. Đời sau họ sẽ không làm được người, dẫu làm người đi nữa cũng nghèo cùng tốn thiếu, ở thê, ở đỡ, ở đỡ cho người khác. Làm người đuôi què mẻ sức, câm điếc đuôi ngọng. Vì vậy cho nên thành ra người nắm được cái nguyên lý trong trời đất để sống, đó là hiếu sinh. Và người được thành tựu trong đời này gọi là người đây là hiếu đức. Người ta thành tựu được cái tổ đức, thì khi tổ đức thành tựu được thì cái tổ nghiệp sẽ thành tựu. Nhưng người đời thì họ thích thành tựu cái tổ nghiệp do gia đình đẻ của họ, để thành tựu được cái sự nghiệp làm ăn buôn bán, học hành đỗ đạt. Họ quên hẳn đi cái tiên học lễ hậu huệ quan, họ quên hẳn đi cái nền tảng của cái tổ nghiệp, đó là tổ đức. Tổ là một cái tổ chức để mà hình thành một cái đức đó, phải có một cái môi trường, một cái chỗ để hình thành cái tổ đức. Khi tổ đức hình thành tựu được thì tổ nghiệp sẽ thành tựu theo đó. Còn thành tựu tổ nghiệp coi chừng thất đức, có tài mà thất đức, tiểu nhân, kẻ hạ ngu bất tiếu. Hôm nay chỉ một việc phóng sanh thôi mà chúng ta đã làm đủ cái hiếu sinh trong trời đất, thì được xem như một con người. Vì vậy cho nên trước khi phóng sanh này chúng ta có vài lời chia sẻ như vậy, không có thời gian nhiều. Rồi giờ đây thầy hậu sẽ làm lễ phóng sanh, rồi chúng tôi sẽ sái tịnh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Giới hương định hương dự huệ hương giải thoát tri kiến hương. Hương quang minh văn đài biển pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi được vào lễ phóng sanh, con xin phép đọc như lời khai thị của Tổ sư Ứng Quang trích trong văn sao Tinh Hoa Lục. Tổ sư Ứng Quang khai thị kiên giết phóng sanh ăn chay. Chuyện phóng sanh vốn là để cầm phát cái tâm kiên giết bảo vệ sinh mạng của động nhân, thực hành ý niệm bất nhận chắc ẩn của chính mình mà thôi. Người đời đông đúc, tâm hành mỗi người mỗi khác, tuy chẳng thể cảm động toàn bộ mọi người, dẫu chỉ cảm động được một người thì suốt đời kẻ ấy đã bất giết bao nhiêu sinh mạng, huống chi chẳng phải chỉ có một người bị cảm động mà thôi. Nếu nói cá nhỏ bị cá lớn ăn, dẫu có thả trong sông to cũng khó khỏi xa lưới rập, thì kiểu suy tính này tờ hồ có lý, nhưng thực ra đã ngăn trở thiện niệm của người khác, giúp người ta tạo sát nghiệp. Kẻ ấy may mắn được làm người, bản thân có lẽ chẳng đến nỗi bị dứt chóc, nên mới nêu ra lý lẽ vô lý đó,
để tỏ ra mình có chí, hồng khuất phục kẻ phóng sanh. Nếu kẻ ấy là cá và là các sinh mạng đúng sắp bị giết, chắc chắn sẽ chẳng chịu khởi lên thứ ý tưởng ấy. Chỉ mong có người cứu mạng cho mình, chẳng hề có ý tưởng, dù có được loài khác cứu, vẫn sợ sau này lại bị loài vật khác ăn, hay bị người khác bắt được. Chí nguyện cam tâm bị giết để sau này khỏi gặp phải tai ương nữa. Nếu trong lúc ấy mà khởi lên được ý niệm ấy, thì vẫn chưa đủ để tranh cãi. Huống chi muôn vàng phần là trong lúc ấy, chẳng thể nào khởi lên được ý niệm ấy. Trong lúc không bị dính dáng đau đớn, lại thúc ra lời ấy ngăn trở thiện niệm của người ta, dây đồng cỡ duyên chức chốc của người ta. Nếu kẻ ấy trong đời sau chẳng tự thọ lấy quả báo ấy, thì mặt trời, mặt trăng sẽ từ phương Tây xoay sang phương Đông, trời đất sẽ đổi ngôi vậy. Hà nên thúc lời sằng bậy ư? Cá lớn nuốt cá nhỏ, cố nhiên có chuyện ấy. Thả ra rồi là bị bắt, lại cũng chẳng thể không có chuyện ấy. Nếu nói cá nhỏ bị cá lớn ăn sạch không còn sót gì, thì chẳng hề có sự lý ấy. Những con vật được thả đều bị người ta bắt lại hết, cũng chẳng hề có sự lý ấy. Sao lại lo lắng quá đáng như thế? Ví như cứu giúp dân chúng bị nạn, thì cho người ta một manh áo hoặc một bữa ăn, họ cũng chẳng đến nỗi phải bị chết ngay. Trong lúc ấy bèn nói, một manh áo một bữa cơm này sao có thể nấu ấm suốt đời được? Cho họ có ích lợi chi đâu, chẳng thà để họ chết rét chết đói thì sẽ chẳng bị chết đói chết rét lâu dài ư? Lại như cường đạo cướp bóc người ta, nếu được kẻ có sức mạnh chống cự, kẻ ấy tức nạn nhân sẽ nói, nếu ông có thể chống cự suốt cả đời thì tốt lắm, chứ chỉ chống cự được một chút có gì đâu. Đâm ra chẳng bằng cứ mặc kệ cho nó cướp xả trách đi, sau này sẽ chẳng bị lại cướp đoạt nữa thì hay hơn. Hay sao? Cha mẹ thường nuôi nấng vỗ về con cái, nhưng mẹ hiền chẳng thể nuôi nấng vỗ về thân đời sau của đứa con. Nó sẽ nói, chẳng thể nuôi nấng vỗ về, thà dứt đi thì hơn hay sao? Quân tử tu đức chẳng vì điều thiện nhỏ mà không làm, chẳng vì điều ắt nhỏ mà làm. Những kẻ cứ mong cầu điều chẳng sơ sót một điều nào rồi mới chịu thực hành phóng sanh, sẽ làm cho người trong cả cuộc đời dẫu sống hết tuổi thọ đều chẳng thực hiện chuyện kiên giết phóng sanh. Trong tương lai ắt họ sẽ lâm vào cảnh muôn người không một ai có thể cứu cho mình khỏi chết được, buồn thay, đau đớn thay. Trích dẫn Văn Sáu Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Ngô Tăng. Thế nhân gặp chút tai ương, nếu chẳng oán trời cũng sẽ trách người, tuyệt chẳng có ý tưởng trả nợ, sanh tâm sám hối tội lỗi. Phải biết rằng trồng dưa được dưa, gieo đậu được đậu, trồng có dại chẳng thấy được thóc tốt, gieo gây cốc trở mong lúa nếp. Kẻ làm ác được phước thì phước đó là do đời trước đã phung bồi sâu dày, nếu chẳng làm ác thì phước càng thêm lớn. Ví như con em nhà giàu ăn xài phung phí, xem vàng như đất, chẳng bị đói lạnh ngay là do vàng nhiều. Nhưng nếu ngày ngày cứ như thế, dù giàu đến trăm vàng chẳng được mấy năm cũng nhà tan người chết, mất sạch sành sanh cả. Làm lành mất họa là do tội nghiệp đời trước sâu nặng, nếu chẳng làm lành thì tai ương càng lớn. Với những người phạm trong tội chưa bị hành hình, lọc được công nhỏ, do công nhỏ nên chẳng thể xá tội hoàn toàn, nhưng đã đối nặng thành nhẹ. Nếu có thể ngày ngày lập công, do công càng nhiều càng lớn, nên tội hết được xá miệng, lại được phong hầu bái tướng, tước vị thế tộc dài lâu cùng vận nước. Phải biết rằng điều trái nghịch xảy đến cứ thuận theo mới gọi là lạc thiên, tức vui thế mệnh trời. Tu thân gieo đức mới gọi là tận tánh. Đời của kẻ ngu chẳng biết thiện ác đời trước, chỉ thấy việc tốt xấu trước mắt, thấy làm thiện mất hòa bèn bảo thiện chẳng dám làm, thiện chẳng đáng làm, thấy làm ác được phước
bèn bảo ác chẳng đáng kiêng. Chẳng biết thiện báo, ác báo chẳng phải là chuyện một sớm một chiều phải xảy ra dần dần. Ví như bão thức băng nào có phải là trời lạnh một buổi đã kết thành được đâu. Trăm sông đầy ắp nước nào có phải là trời nóng một ngày mà tan được băng đâu. Chớ nên oán trời trách người, cũng đừng do dự hối hận lui sụp. Hãy nên học theo cách tu thân của ông Du Tịnh Ý, cách tập mạng của ông Viên Đạo Phàm. Và lá thư đến đây là kết thúc ạ. A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Này hỡi các loài chúng sanh, từ đời vô thủy đến nay, chúng sanh do vô minh che lấp tâm tánh tạo ra nhiều nghiệp si mê, nên kiếp này phải sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Các vị hiện giờ mang thân súc sanh, sống chết thân mạng gửi trên giao thớt, may thay hôm nay các vị còn được túc căn thiện lành, gặp được người cứu mạng. Chắc nhiều đời các vị cũng có gieo căn lành trong Phật Pháp. Vậy giờ đây các vị nên phát tâm quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng và phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, các vị được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Dương chi định thì biến sai tam thiên tánh không, bát đức lợi nhân thiên pháp giới, quảng tăng viên diệt tội tiêu khiên, hỏa diệm hỏa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị dạ bát công đức thị tài tiên chân tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô hoa tạng giới. Cả trung vô sử bắt siêu luân thị bát tẩy thị diệu cực pháp thân trần, bắt nhiễm tận phản tác tự kỷ quên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng. Sải khô mộc nhi tác dương xuân kiệt khỏe ban nhi thành thịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung giai vô trược khỏe thánh phàm ưu hiển tổng thanh lương. Bồ Tát liễu đầu cam lồ thị năng linh nhất đích biến thập phương tinh chiên gấu quế trận quyên trừ phổ sái pháp viên tác thanh tịnh. Này tất cả các chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại La Ni. Nam mô Ấn Ra Đắng Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà Bà Lô Yến Đế Thương Bát Đa Dạ Bồ Đề Tán Đọa Bà Dạ Ma Ha Tán Đọa Bà Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Dạ Ấn Tán Bạn Ra Phạt Dạ. Lần đó y mông A Di Đà Bà Lô Yến Thế Thân Phần Đa Lăng Đà Bà Nam Mô Na Đa Cẩn Trị Ê Trị Ma Ha Bằng Đa Sa Mê Tán Bà Tha Đầu Du Bằng A Thế Dân Tán Bà Tán Na Na Ma Bà Dâm Ấn Bà Lô Ê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Ê Trị Ma Bồ Đề Tán Đô Tán Bà Tán Bà Ma Đa Ma Ra Ma Hê Ma Hê Trị Đà Dân Cô Lô Cô Lô Yến Mông Đô Lô Đô Lô Phà Sa Gia Đế Ma Phà Sa Gia Đế Di Ni Tấn Phật Na Gia Gia Đa Gia Đa Mà Phật Ma Ra Mùng Đế Lệ Y He Di He Tấn Na Tấn Na A Ra Sâm Phật Ra Sa Lợi Phật Sa Phật Sâm Phật Ra Sa Gia Hô Lô Hô Lô Ma Ra Hô Lô Hô Lô He Di Ta Ra Ta Ra Tô Rô Bồ Đề Gia Bồ Đề Gia Bồ Đà Gia Bồ Đà Gia Di Đế Di Gia Na Ra Cần Ti Đề Đề Sáng Ni Na Ba Gia Ma Na Ta Bà Ha Tấn Đà Gia Ta Bà Ha Ma Ha Tấn Đà Gia Ta Bà Ha Tấn Đà Du Nghệ Tấn Bạn Đà Gia Ta Bà Ha Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha Tấn Ra Tấn Ha Mô Khơ Gia Ta Bà Ha Ta Bà Ma Tấn Đà Gia Ta Bà Ha Gia Kiết Đà Tấn Đà Gia Ta Bà Ha Ba Đà Ma Yến Tấn Đà Gia Ta Bà Ha Na Ra Cần Tì Bằng Đà Ra Gia Ta Bà Ha Ta Bà Ha Nam Mô Ấn Ra Đắng Đà Đà Ra Gia Gia Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yến Đế Thương Bằng Ra Gia Ta Bà Ha Ấn Tấn Điện Đô Bằng Đà Ra Bà Sa Gia Ta Bà Ha Ấn Tấn Điện Đô Mạng Đa Đa Bà Xà Gia Ta Bà Ha. Này các loài chúng sanh kia, các người nên nhớ cho, khi bỏ thân xuống sanh hướng tâm về Tam Bảo, đường trở lại làm người đầy đủ gặp chánh pháp, tình sau cùng nguyện thiết chuyên niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ.
chứng được ngôi băng tôi để độ thần chúng sanh. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Bồ Tát Ma Ha Tát, chúng sanh đây có bao nhiêu, lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các ngươi trướng lòng thần tung tâm, nên đời này chìm đắm sông mê, tối tâm chẳng biết tu trì, gây bao tội ác lại về mang thân, sống đó đã chánh thường đau khổ, đông quỷ sừng có đờ đường đâu. Dù là bay đứng lần sau, lưới bay ta bắn bóng câu thả mồi, ta càng bắt cùng hơi hung đồng. Lúc đó dù kêu không ai thương, hồn còn phàn phân nấu gan xong rồi. Muôn phần chánh nay ngươi cầm chắn, mai sau nhờ các vị thiện nhân cứu cho người đường thoát thân, đến đây lại được nhờ ơn phép màu. Vậy người kiệm hồi đầu quy phần, sống giống lòng quy pháp quy tăng, hình lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng. Này các loài chúng sanh kia, các ngươi xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi, cũng là tham thân si, từ thân miệng ý mà sanh ra. Hôm nay phán tâm xin sám hối, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y phần lưỡng tung tung tung. Hôm nay các vị quy y pháp ly dùng tung tung, này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y tăng chúng tung tung. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y phần không đỏ địa ngục. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y pháp không đọa ngạ quỷ. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy y tăng không đọa bản sanh. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sẵn Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Ý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai. A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đứng từ bi tiếm độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chúng Bồ Tát Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, niệm Phật phóng sanh công đức thù thân hành, vô biên thắng phước giai hồi hương, vô nguyện phàm giới chư chúng sanh, thông vạn vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tham chướng trừ phiền nào, nguyện đắng trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chân thắng tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung, cụ phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, hòa khai kiến phần ngộ vô sanh, bấn thối Bồ Tát Vi Bàn Lự, nguyện gì thử công đứng, phò cảm ơn nhân thiết,
Nga đăng giữ chúng sanh giai công thành Phật đạo tự quy y Phật. Xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường tự quy y Pháp. Xin nguyện chúng sanh thâu gõ kinh tạng trí huệ như biển tự quy y Tăng. Xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng tất cả không ngại, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Thưa quý vị, hôm nay dân nhàn để cho thầy Hậu cũng làm lễ phóng sanh. Chắc mọi người nghĩ dân nhàn mệt hoặc bệnh vì sức khỏe rất là tốt. Vì vậy cho nên thành ra mỗi ngày phóng sanh mình tùy hỷ để làm những cái công việc này đó, thì công đức phóng sanh giúp cho sức khỏe thọ mạng kéo dài. Hơn nữa đó là ngày mai 9 giờ sáng giác nhàn giảng phát trực tiếp ở tại nơi này. Buổi giảng ngày mai quan trọng, mọi người nên cố gắng đón xem. Dạ A Di Đà Phật.